chào các bạn. Rất vui hôm nay Trầm Vương Hoàng Gia Hogita chúng tôi quay trở lại để tiếp tục cái series về định hình chọn mầm. Thì hôm nay là tôi đang đứng trước một cái tác phẩm si anh em đã làm, bắt đầu là chia bông rồi. Đấy, bắt đầu chia bông rồi. Có những vùng thì nó hơi mỏng, nhưng có những vùng thì cũng hình thành khá khá rồi. Thì tôi muốn quay cho các bạn và phân tích về cái các cái vùng chia tay cành và bông như nào để các bạn hình dung. Anh em vừa mới dọn ra được một hai hôm ra là nhìn rất rõ, rất trực quan. Và các cái điểm tay cành thì rõ ràng. Thế đâm ra là quay cây này thì các bạn sẽ hình dung rõ. Thì nếu mà trong trường hợp mà cây này mà tôi về tìm, mà nếu có dữ liệu mà trước tôi có rồi ấy, cái giai đoạn trước ấy, thì tôi sẽ nhóm vào thành một cái nhóm để cho các bạn theo dõi được cái đây 1.5 năm nó nhào và bây giờ nó như nào, đúng không? Tại vì tôi nhớ là 1.5 năm nữa tôi xây dựng được cũng mấy chục clip về định hình chọn mầm ấy. Thì hy vọng là các bạn ủng hộ. Thì đây là cái mặt này là cái mặt trước này các bạn nhé. Về bố cục thì ở đây là cây này là cây hai thân ba vai nhé, hai thân ba vai. Đây, một cái vùng thân bên này, một vùng thân bên này, và bên này là vùng vai đi, có vùng vai đi. Nhiều khi tranh luận thân vai đâu hết đâu. Đó, cái mặt này mặt trước các bạn nha. Tôi đi vào dần. Xong rồi sẽ quay cho các bạn. Đây, cái vùng thân chính đây. Thân chính và thân trực này. Đó. Thế còn một cái vùng vai của nó đây. Vùng vai này nó ăn vào bên trái của mặt trước nhé. Đó. Thế còn tiếp đây là một cái thùng vùng thân siêu. Thực ra là cái này tính là thân hoành mới đúng. Siêu thì hơi siêu quá. Tôi nghĩ thân hoành đi. Này, thân hoành nó bám dáng như là nhìn mới chuẩn. Chứ còn siêu thì nó phải đóng ở bên kia. Kìa, nếu siêu nó phải đóng ở vùng bên kia nó mới chuẩn. Nó mới chuẩn dáng, nó mới đẹp. Bây giờ tôi chuyển sang mặt sau nhé. Tại vì nhiều khi là nếu mà cứ phân rạch ròi là hoành là phải ăn theo đúng mặt và ngang thì cũng hơi khó. Nhiều lúc nó ở cái lưỡng siêu với hoành. Cái mặt này mặt sau các bạn. Thì đây, cái thân trực đây nha. Đó. Vừa gần thân trực đây. Từ từ, giới thiệu tổng quan này đã. Đấy, bên này là cái vai bên siêu này. Còn cái này là cái thân bên hoành này. Đấy, các bạn hình dung chưa? Ok. Vậy tôi đi vào cái vùng thân trực ở giữa này. Đấy. Chưa? Cái vùng này là cái vùng vai siêu của thân trực này. Đấy, một vai. Thực ra vai là nó cũng tương đương như một thân đấy. Có cái là cái xuất phát điểm của nó là lưng chừng cây thôi. Nó không xuất phát từ gốc thôi. Còn vấn đề tay cành là chốt y như một thân đấy. Có cái nhiều khi là anh em phân biệt thân với vai cũng khá là rõ đấy. Tức là thân là nó phải xuất phát từ gốc, còn vai nó xuất phát từ lưng chừng của một thân. Thế còn tay thì nó sẽ nhỏ hơn vai. Đây, tôi đang trở lại mặt trước nhé, các bạn nhìn nhé. Bây giờ tôi phân tích từng vế một nhé, cho rõ. Nghĩa là bây giờ cái vấn đề về cái vùng thân siêu này. À, quên, cái thân hoành này, cái thân hoành ở bên phải, đây là cái vùng này. Tôi phân tích trước các bạn nhé. Okay. Được chạy thân của nó đây. Đó. Thế thì các bạn nhìn này. Hơi tôi để bước máy này, các bạn dễ nhìn nhất. Thì cái tay 1 của nó là ăn về mặt trước, ở bên góc 1/4 bên phải này. Đây, đấy, đây tay 1 là vùng này. Đó. Tay 2 kia,
ăn vào mặt sau, gần như là góc 90 độ. Đây, tay ba đây, tay phóng phía tới vùng này. Đấy, thì ở đây chỗ này anh em xử lý cái tay 4 này. Đây, đây tay 4 này. Vùng này vùng cổ ngọn này. Đây là tí ngọn này. Đấy, tôi nghĩ là cái này chỉ là tế ngọn, còn cái tay 4 phải ở đây. Đó. Rồi tiếp là đến cái thân trực này. Tôi lại trở lại mặt trước, dễ hình dung. Đây thân trực nha. Đây, được có chính của nó đây. Thì tay 1, đây, nó ăn về phía đằng sau. Chính tay 1 của nó đây. Đó. Tay 2 đây. Cũng ăn vào mặt sau, dưới góc 1/4 bên... Tôi đứng trước thì các bạn sẽ nhìn là bên tay phải của tôi đây. Đó, tay 3 đây thì ở cái thân chính này, anh em là bắt tay vùng này vùng có phúc rồi. Giờ đến phần vai hoành nhá, cái phần vai siêu nhá, cái mặt này vẫn là mặt trước này. Đó. Đây tay 1 này ăn phía sau này. Tay 2 đây. Tay 2 nó ăn về, nó gần như tay phóng, nhưng mà nó ăn một chút về phía mặt trước này. Nó không hoàn toàn phóng thẳng ra, nó ăn một chút về góc gần 1/4. Tay 3 đây. Và ngọn đây. Đó. Đây các bạn hình dung bao giờ. Đây, đang giới thiệu ở cái cây này, tôi quay dưới gầm cho nó dễ hình dung này. Đây, đây là cái vai siêu nhá, của thân trực nhá. Đây, tay 1 của nó này. Đó. Tay 2 của nó đây. Tay 3 của nó đây. Và đây là có phúc. Đó. Ở chỗ này anh em xử lý cái chỗ này này. Trước là một cái dĩ to này, cho anh em đục tạo hình luôn, tạo thành vùng vai. Ở chỗ này nó gần như là một cái dĩ trống. Mình lại xử lý rất hay nhá. Chỗ này còn một vùng rất mỏng để nó hãm. Đó, chứ cái chỗ này mà đục ra thì cảm giác nó rách. Đấy, đây là một cách mà xử lý của cái vùng thân. Thế nhiều khi là trong quá trình làm thì có những cái chỗ nào hay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn như thế. Đó, đúng không? Tất nhiên là có trên kênh cũng rất nhiều cái clip mà nói về vấn đề mà xử lý các cái dễ buông dễ che của này rồi. Đấy, nhưng mà trên cái cốt này có cái điểm như tôi giới thiệu luôn. Đấy, ok. Thế bây giờ tôi quay lại cái phần thân hoành này. Tôi quay mặt gầm này, mặt dễ dùng nha. Đấy, bắt đầu cái mặt bên này là mặt trước này, đúng không? Đây, tay 1 đây. Đấy, tay 2 thì ăn phía đằng sau này. Đây, tay 2 đây, đúng không? Đây, tay 3 này. Tay 3, tay 4, chỗ này anh em lại bố trí khá là gần nhau. Thực ra là cái chỗ này là anh em làm là muốn tận dụng những cái có sẵn của cây ấy, cái vùng này nó rất già và quý, chặt đi cắt đi tổng phí quá, anh em cố gắng làm. Nên còn cái chỗ này tại sao anh em làm một thêm một cái bông ở đây, cái bông nhỏ đấy để giải quyết không gian ở đây thôi, đây ngọn. Nên là cái quan điểm làm cây bây giờ nhiều lúc nó cũng không quá gò ép theo cái lương luật 100% đâu. Làm sao bởi giải quyết hài hòa cái tổng bóng là một, với thứ hai nữa là anh em hay sử dụng một số các cái gọi là cái bông phụ họa ấy, để xử lý một số các cái vùng mà nó đơ trên thân, hoặc là một số các vùng mà nó hơi rão ở bông tàn ấy. Thì anh em dùng cái bông phụ họa xử lý rất hay. Thực ra cái bông phụ họa nó không phải là sai đâu nhé, nó gọi là nó hỗ trợ và xử lý thêm. Nhiều khi mình nói trong phớ một cái là gọi là đậy điện thế, có nghĩa là những cái vùng mà bất khả kháng thì dùng, nhưng mà đừng nên lạm dụng quá nhé. Cái nó hỗ trợ thì tốt, chứ còn nếu mà nó lạm dụng thì không hay. Đó. Ở đây cũng có một cái rất hay này. Đây anh em xử lý dùng cái chỗ này, anh em dùng một cái mầm phát triển lên để hỗ trợ vào đây nuôi, để xử lý cái vùng sẹo lớn này. Đây là một cái kỹ thuật hay này. Và tôi cũng
có những cái clip mà nói về vấn đề là xử lý vùng sẹo lớn ấy, các cái kỹ thuật rồi các cách làm ấy, các bạn có thể search trên kênh nhé. Bởi vì là các cái clip tôi xây bây giờ cũng về kỹ thuật chắc phải tầm 400-500 clip rồi. Thì đâm ra là cái tư liệu trên kênh nó nhiều. Nên nếu mà nói đến đâu mà cái phần nào mà có rồi thì tôi bảo các bạn là các bạn chỉ khó search nó sẽ ra. Thì còn nếu trong trường hợp các bạn search không ra, các bạn comment xuống thì tôi sẽ tìm xong tôi sẽ dán cái link vào cho nhá. Thì ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh review về kiến trúc, đó là kênh Nhà Việt TV. Ở kênh đó thì chúng tôi chuyên review về các kiến trúc nhà kẻ truyền có tuổi đời hàng trăm năm, vài trăm năm đến cả ngàn năm, nổi tiếng và đầy tính nghệ thuật của Việt Nam. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc cũng như là yêu thích kiến trúc cổ truyền của Việt Nam thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để follow, sub cũng như là theo dõi các clip mà chúng tôi review. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.